ơn câu hỏi của ban giám khảo. Thật sự ra rằng là cũng là một người trẻ và sống trong thế hệ hiện nay thì Châu được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa và giới trẻ hiện nay cũng rất là cởi mở để chúng ta tiếp nhận nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng Châu tin rằng là giới trẻ của chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan. Vì khi mà Châu được cơ hội diễn trang phục ở trong đêm trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Việt Nam, lúc Châu bước ra trên bộ đồ tự hào Việt Nam, mọi người biết không, Châu được hô reo rất là nhiều, nhưng Châu biết không phải vì tên Quỳnh Châu mà vì lá cờ Việt Nam xuất hiện trên sân khấu. Việc tự hào về Việt Nam của chúng ta đã nằm trong máu của dân tộc ta, nên cho dù các bạn trẻ có được hội nhập tới cỡ nào, có đi đâu, thì các bạn ấy chỉ mang những thứ tiếng các bạn ấy học được để quảng bá về bản sắc Việt Nam và thôi. Và các bạn hãy tin rằng là người trẻ sẽ làm như vậy. And I want to say, as a young generation, we are collecting and learning from the other culture, but we are not abandoned, and we are not forgetting our heritage culture, Vietnam!